Với sự đầu tư liên tục hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Bình Dương có bước phát triển vượt bậc theo hướng hiện đại, tạo ra điểm sáng cho ngành nông nghiệp Bình Dương. Đầu tàu tạo lực cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Bình Dương là 4 khu nông nghiệp do doanh nghiệp đầu tư trên diện tích hơn 979 hectare. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp luôn nỗ lực đi đầu trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nổi bật trong trồng trọt có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái, huyện Phú Giáo. Với nhiều loại nông sản tham gia xuất khẩu như dưa lưới, chuối già, hiện toàn bộ diện tích 411 hectare đã được phủ xanh cùng một số loại cây có múi khác. Ngoài khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái, đơn vị còn mở rộng đầu tư dự án chuối Minh Tân tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng. Đây là dự án liên kết giữa công ty cổ phần nông nghiệp UNI và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiếng. Dự án gồm 4 giai đoạn với tổng diện tích trồng chuối lên hơn 1.200 hectare. Trong giai đoạn 1, triển khai trồng chuối trên diện tích 195 hectare đã thu hoạch. Với việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, sản lượng thu hoạch trung bình đạt 870 tấn một tháng. Ngoài sản lượng được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài với 4 thị trường chính gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, chuối sản xuất tại đây còn được đưa vào hệ thống siêu thị cung ứng cho thị trường tiêu dùng trong nước. Khi mà thành lập nên Minh Tân thì chúng tôi đã áp dụng ngay những cái kỹ thuật và những cái công nghệ tiên tiến của ngành chuối tại Việt Nam cho Minh Tân. Ví dụ như rằng là ở đây thì ngay từ khi mà thời điểm xuống giống thì chúng tôi đã áp dụng công nghệ sinh học trong việc lựa chọn sử dụng lựa chọn lai tạo và sử dụng những cái nguồn giống chuối kháng bệnh. Trong chăn nuôi, ba khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là do doanh nghiệp đầu tư đang là những đầu tàu vững chãi, tạo động lực cho ngành chăn nuôi của tỉnh. Khi toàn bộ đều là mô hình trại lạnh, đảm bảo an toàn sinh học, đảm bảo môi trường, đó là các khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao do công ty cổ phần Anova Agri Bình Dương đầu tư tại huyện Phú Giáo, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tiến Hùng ở huyện Bắc Tân Uyên, khu chăn nuôi công nghệ cao của công ty Ba Huân tại phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên. Cùng với đó, nhiều công ty, trang trại chăn nuôi tư nhân tiếp tục phát triển với 149 trang trại, tổng diện tích 568 hectare, đã tạo nên nhiều điểm sáng trong nông nghiệp của tỉnh. Trang trại chúng tôi thì quy trình sản xuất là thức ăn và con giống là đều là trang trại tự sản xuất ra và ứng dụng cái công nghệ U-men sinh học của men OEM Nhật Bản vào cái khẩu phần thức ăn của con heo ở trong trang trại nhằm giúp cho con heo được phát triển tốt và không phải sử dụng những cái thuốc kháng sinh. Sự mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao của các doanh nghiệp, trang trại đã tạo bước đi ngoạn mục và là hướng đi tất yếu trong nông nghiệp hiện nay khi sản phẩm nông nghiệp đã được nâng tầm phát triển không chỉ trong tỉnh, trong nước mà còn vươn ra thị trường xuất khẩu.